Kính thưa ông Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường trực, Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, các cơ quan có truyền thông. Kính thưa toàn thể các quý vị, trước hết, cho phép tôi thay mặt Tập đoàn Cảo Việt, cho tôi được xin chân thành cảm ơn Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững, các cơ quan, ban ngành và ban tổ chức chương trình đánh giá công bố các doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2017 đã tạo điều kiện để Tập đoàn Bảo Việt có dịp chia sẻ tại buổi lễ phát động ngày hôm nay. Trước tiên, Bảo Việt chúng tôi ghi nhận và đánh giá rất cao việc áp dụng một chỉ số doanh nghiệp phát triển bền vững CSI. Lần đầu tiên tại Việt Nam, các doanh nghiệp không phân biệt quy mô phạm vi hoạt động đã có một thước đo chuẩn mực để chủ động đánh giá về thực tiễn triển khai hoạt động phát triển bền vững tại doanh nghiệp. Bảo Việt cho rằng việc tổ chức chương trình đánh giá xếp hạng doanh nghiệp bền vững nói chung và việc tiếp tục áp dụng bộ chỉ số CSI nói riêng là một việc cần thiết để nâng cao nhận thức và thúc đẩy kinh doanh bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Kính thưa các quý vị, phát triển bền vững là xu hướng tất yếu trên toàn cầu. Phát triển bền vững đã trở thành nhu cầu cấp bách và là xu thế tất yếu trên toàn cầu hiện nay. Những tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu, những biến động về xã hội, gia tăng dân số toàn cầu, tốc độ đô thị hóa, phân hóa giàu nghèo, bất bình đẳng về cơ hội phát triển đã tạo ra các ảnh hưởng mang tính hệ thống vượt ra ngoài ranh giới các quốc gia và tác động trực tiếp đến các cơ hội tăng trưởng bền vững trong dài hạn của doanh nghiệp. Bởi vậy, nếu doanh nghiệp không nhận thức đầy đủ và có kế hoạch ứng phó những vấn đề này sẽ ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của doanh nghiệp trong dài hạn. Bảo Việt chúng tôi nhận thức được rằng để đạt được mục tiêu phát triển bền vững thì bên cạnh việc đảm bảo tăng trưởng về mặt doanh thu và lợi nhuận, những đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng cũng như nỗ lực chung tay bảo vệ môi trường doanh nghiệp cũng rất được quan tâm. Doanh nghiệp đóng vai trò như một yếu tố tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của quốc gia, và để làm được điều đó chúng ta cần sự chung tay của cả cộng đồng, bao gồm ý thức của từng cá nhân và nỗ lực của các tổ chức. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng dài hạn, doanh nghiệp cần phải chủ động và triển khai các hành động cụ thể để cải thiện xã hội, môi trường nhằm giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực lên hai yếu tố này. Chúng tôi xác định đầu tư cho các vấn đề liên quan tới phát triển bền vững chính là đầu tư cho tương lai và dựa vào các yếu tố bền vững để thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận trong dài hạn. Trước các thách thức về cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập, và việc chúng tôi thực hiện các mục tiêu tăng trưởng bền vững thông qua việc đảm bảo tăng trưởng hiệu quả, xây dựng tiềm lực tài chính mạnh và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Bảo Việt nhận thức được rằng để đạt được mục tiêu phát triển bền vững thì bên cạnh việc đảm bảo tăng trưởng về mặt doanh thu và lợi nhuận, những đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng cũng như nỗ lực chung tay bảo vệ môi trường của doanh nghiệp cũng rất cần được quan tâm. Doanh nghiệp đóng vai trò như một nhân tố tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của quốc gia, và để làm được chúng tôi cần sự chung tay của cả cộng đồng, bao gồm ý thức của từng cá nhân và nỗ lực của các doanh nghiệp. Gắn kết phát triển bền vững trong mọi hoạt động của doanh nghiệp từ chiến lược, mục tiêu, kế hoạch và lập báo cáo phát triển bền vững. Với các vấn đề về chiến lược thì việc gắn kết phát triển bền vững trong chiến lược chung và dài hạn là tất yếu, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành. Đồng thời, doanh nghiệp cũng tạo dựng được hình ảnh với khách hàng, tăng sự gắn bó và hài lòng của người lao động. Từ đó, các chương trình kinh doanh của doanh nghiệp cũng dễ dàng được phát huy hiệu quả. Tại Bảo Việt, toàn thể ban lãnh đạo
cấp cao của tập đoàn cho đến từng nhân viên đều đồng thuận và cam kết trong việc thực hiện hóa chiến lược phát triển bền vững. Đối với các mục tiêu phát triển bền vững, để thực hiện hóa các mục tiêu phát triển bền vững, Bảo Việt đã cụ thể hóa các định hướng chiến lược phát triển bền vững thành những việc làm cụ thể như gắn kết mục tiêu phát triển bền vững của thế giới trong chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020, đồng thời gắn kết chặt chẽ hơn các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong chuỗi giá trị, bổ sung các yếu tố ESG trong quy trình đầu tư góp vốn cổ phần và quản lý dự án cũng như quản lý các nhà cung cấp. Với các hoạt động phát triển bền vững gắn kết trong hoạt động thực tế, phát triển bền vững là một trong những mục tiêu chiến lược tại Bảo Việt, không chỉ được gắn kết chặt chẽ trong chiến lược kinh doanh mà còn được thực hiện hóa trong hoạt động thực tiễn hàng ngày. Bảo Việt cũng triển khai nhiều chương trình có sự gắn kết của cán bộ nhân viên, con em cán bộ nhân viên trong các hoạt động chung tay vì cộng đồng nhằm kết nối người lao động và phát huy giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Đối với việc lập báo cáo phát triển bền vững, là một doanh nghiệp tiên phong trong hoạt động phát triển bền vững, Bảo Việt đã thực hiện đánh giá theo các tiêu chí thuộc bộ chỉ số CSI cũng như tiên phong áp dụng bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập báo cáo phát triển bền vững GRI 2016 trong báo cáo phát triển bền vững năm 2016 nhằm đánh giá mức độ tích hợp các yếu tố ESG trong quá trình thực hiện hóa chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt, thực hiện kiểm toán nội bộ đối với các chỉ tiêu phi tài chính và tài chính do hội kiểm toán nội bộ kiểm toán độc lập thực hiện. Bên cạnh đó, thông qua việc tham gia sâu hơn vào hoạt động của ban điều hành BBCSD, Bảo Việt mong muốn chung tay cùng ban điều hành BBCSD trong tiến trình xây dựng các chương trình hành động, các sáng kiến mới góp phần hỗ trợ thúc đẩy kinh doanh bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời lan tỏa các giá trị bền vững tới cộng đồng xã hội. Kính thưa các quý vị, ngoài mục tiêu tăng trưởng về lợi nhuận và hiệu quả tối đa cho các giá trị đem lại cho cổ đông, với vai trò là một định chế tài chính bảo hiểm hàng đầu của Việt Nam, chúng tôi hiểu rằng cần phải thực hiện các đóng góp cho việc bảo vệ môi trường và xã hội vì một tương lai bền vững, vì một thế giới xanh hơn, tươi hơn, khỏe mạnh hơn cho cuộc sống của chính chúng ta và các thế hệ tương lai. Chúng tôi tin tưởng rằng chương trình đánh giá xếp hạng doanh nghiệp bền vững sẽ lan tỏa ý nghĩa và là động lực cho cộng đồng trên 500.000 doanh nghiệp Việt Nam phát triển theo định hướng bền vững, để từ đó hình ảnh và sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh được trên thị trường quốc tế và trở thành những cái thương hiệu quốc gia và niềm tự hào của mỗi công dân Việt Nam. Là thành viên của cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam BBCSD, là thành viên ban điều hành BBCSD, Bảo Việt cam kết sẽ chung tay cùng ban điều hành BBCSD trong các hoạt động thường niên về phát triển bền vững nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tầm quan trọng và lợi ích của việc phát triển bền vững đối với doanh nghiệp, cộng đồng cũng như toàn xã hội, đồng thời thúc đẩy kinh doanh theo hướng phát triển bền vững và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm thông qua thực tiễn tốt trên thế giới về phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy nhân rộng áp dụng bộ chỉ số bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Một lần nữa, cho phép tôi thay mặt ban lãnh đạo tập đoàn Bảo Việt xin gửi đến các quý vị đại biểu khách quý và toàn thể các quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc chương trình đánh giá công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2017 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.